Thầy Bắc và 20 chàng trai vàng của U22 Việt Nam đã chính thức đưa bóng đá nước nhà lên một tầm cao mới. Nhưng các chị em đã biết rõ về profile của những anh chàng này chưa? Hãy cùng tụi mình điểm qua nha! Huấn luyện viên Park Hang-seo, vô địch K-League 2 2013-2015, Á quân U23 châu Á 2018 cùng U23 Việt Nam, hạng 3 ASEAN 2002 cùng với U23 Hàn Quốc, hạng 4 ASEAN 2018 cùng với U23 Việt Nam, vô địch AFF Cup 2018 đội tuyển Việt Nam, bán kết World Cup 2002 đội tuyển Hàn Quốc, trợ lý huấn luyện viên trưởng, huy chương vàng SEA Games 30 2019. Nguyễn Văn Toản, sinh năm 1999, câu lạc bộ Hải Phòng, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, thống kê SEA Games 30, bắt 5 trận, lọt lưới 3 bàn. Đoàn Văn Hậu, sinh năm 1999, câu lạc bộ Hà Lan, thành tích vô địch AFF Cup 2018, Á quân U23 châu Á 2018, huy chương vàng SEA Games 2019, vô địch V-League 2019, thống kê SEA Games 30, ghi 2 bàn thắng trận chung kết. Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1997, câu lạc bộ Hà Nội FC, thành tích huy chương vàng SEA Games 30, vô địch V-League 2019, Á quân U23 châu Á, thống kê SEA Games 30, ghi 2 bàn thắng. Huỳnh Tấn Sinh, sinh năm 1998, câu lạc bộ Quảng Nam, thành tích vô địch V-League 2017, tham dự U20 World Cup 2017, huy chương vàng SEA Games 2019. Nguyễn Đức Chiến, sinh năm 1998, câu lạc bộ Viettel, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019. Nguyễn Trọng Hoàng, sinh năm 1989, câu lạc bộ Viettel, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, vô địch AFF Cup 2018, thống kê SEA Games 30, ghi 1 bàn thắng trong trận đấu với U22 Lào. Đỗ Hùng Dũng, sinh năm 1993, câu lạc bộ Hà Nội FC, thành tích vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 2019, vô địch V-League 2019, thống kê SEA Games 30, ghi 2 bàn thắng, 1 bàn trận chung kết. Nguyễn Hoàng Đức, sinh năm 1998, câu lạc bộ Viettel, thành tích tham dự U20 World Cup 2017, huy chương vàng SEA Games 2019, thống kê SEA Games 30, ghi 1 bàn thắng trong trận phòng bảng giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hồ Tấn Tài, sinh năm 1997, câu lạc bộ Bình Dương, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019. Nguyễn Tiến Linh, sinh năm 1997, câu lạc bộ Bình Dương, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, vô địch AFF Cup 2018, thống kê SEA Games 30, ghi 6 bàn thắng. Hà Đức Chinh, sinh năm 1997, câu lạc bộ Đà Nẵng, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, Á quân U23 châu Á 2018, thống kê SEA Games 30, vừa phá lưới với 8 bàn thắng. Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1997, câu lạc bộ Hà Nội FC, thành tích vô địch AFF Cup 2018, Á quân U23 châu Á 2018, huy chương vàng SEA Games 2019, vô địch V-League 2019, thống kê SEA Games 30, ghi 1 bàn thắng. Bùi Tiến Dũng, sinh năm 1998, câu lạc bộ Đà Nẵng, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, Á quân U23 châu Á 2018. Trương Văn Thái Quý, sinh năm 1997, câu lạc bộ Hà Nội FC, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, vô địch V-League 2019. Triệu Việt Hưng, sinh năm 1997, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, Á quân U21 Báo Thanh Niên 2017. Trần Thanh Sơn, sinh năm 1997, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, Á quân U21 Báo Thanh Niên 2017. Đỗ Thanh Thịnh, sinh năm 1998, câu lạc bộ Đà Nẵng, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, tham dự U20 World Cup 2017. Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm 1997, câu lạc bộ Thanh Hóa, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, thống kê SEA Games 30, ghi 1 bàn thắng. Lê Ngọc Bảo, sinh năm 1998, câu lạc bộ Phú Hiến FC, thành tích huy chương vàng SEA Games 2019, vô địch siêu cúp và cúp quốc gia 2016. Bùi Tiến Dũng, sinh năm 1997, câu lạc bộ Hà Nội FC, thành tích vô địch AFF Cup 2018, Á quân U23 châu Á 2018, huy chương vàng SEA Games 2019, vô địch V-League 2019, thống kê SEA Games 30, bắt 2 trận, lọt lưới 1 bàn. Bạn yêu thích chàng cầu thủ nào nhất? Hãy cùng chia sẻ với tụi mình nha! Và đừng quên ủng hộ đội tuyển trong những trận đấu sắp tới nhé!